cry to be fed. Chúng đòi ăn đấy. We have work to do. Thế là chúng ta có việc rồi. Shem, nào Shem, hãy bắt đầu làm việc đi. Teramin cha trao cho các con các loài động vật có móng đấy. Cam, con hãy lo tới lũ lạc đà, hươu cao cổ này. Còn Sa-phát thì lo cho hổ báo, sư tử và các loại thú dữ. Thế nhưng, chúng ta lấy gì mà nuôi chúng được nào? Sữa. Ta đã mang lên tàu nhiều chung sữa lắm mà. Sữa à? Ai lại cho súc vật ăn sữa bao giờ? Thì chúng ta chỉ có thế thôi. Rồi, chúng sẽ quen mà. Bà nó ơi, đừng có sợ. Nó không làm hại bà đâu. Nó hiền lành lắm. Xem con ơi, chúng nó không ăn được thóc đâu. Hãy cho chúng ăn đồ ăn riêng của chúng đi. Thank you.
When will the rain cease? Nước càng ngày càng dâng cao, và những ngọn núi cao nhất cũng bị ngập hết cả. Chỉ có Noe và những ai ở chung với ông trên tàu là còn sống. Khi nào thì tạnh mưa hả thưa cha? Khi nào chúng ta có thể đi trở lại trên mặt đất? Chúa đã phán rồi, mưa sẽ đổ trên mặt đất 40 ngày, 40 đêm. Thế nhưng ở đây chúng ta không có ánh sáng, không biết ngày nào, cũng chẳng biết đêm nào. Chúng ta đâu có thể dùng giấc ngủ để mà đo thời gian được. Bởi vì ta muốn ngủ lúc nào thì ngủ, muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ. Ngay cả đến mặt trăng cũng không mọc nữa, mặt trời cũng chẳng mọc mà cũng chẳng lặn. Mẹ thì mẹ biết. Từ lúc chúng ta lên tàu, từ lúc cửa tàu đóng lại và cơn lụt làm ta lênh đênh trên mặt nước, chúng ta đã qua được 20 ngày rồi đấy. 22 ngày chứ mẹ. À, đúng là 22 ngày. Tại sao bà lại biết được như vậy? Mẹ nhờ mấy con gà và mấy con chim mà mẹ biết được ngày đêm. Cũng giống như thấy mặt trời mọc, mặt trăng lặn mà mình biết được ngày đêm vậy. Mẹ căn cứ con gà nó gáy, con bò nó cho sữa, con gà mái nó đẻ trứng, và mẹ đã tính ngày đêm như vậy đấy. Chỉ cần phải kiên nhẫn chừng mười mấy ngày nữa là mặt đất sẽ trở lại như trước kia. Như trước kia hả thưa cha? Có lẽ nước đã làm cho mặt đất thay đổi hết. Chúng ta cần phải đợi rồi mới biết được. Phải đợi cho mặt đất khô ráo. Đúng rồi. Chúng ta là những kẻ duy nhất còn sống sót, không còn một ai khác. Không biết rồi tàu này sẽ dẫn chúng ta tới đâu đây? Có thể là một miền đất rất xa lạ. Chính Chúa sẽ đặt một miền đất tương lai trong tay ta đấy. Đấy, tất cả mọi cái sẽ mới mẻ hết.
Raven. Quả ơi. And Noah sent forth a raven. Noe đã sai một con quạ đi xem nước đã rút khỏi mặt đất chưa. Và con quạ đã phóng lên, bay tới chỗ này, chỗ nọ, để xem nước đã rút khỏi mặt đất chưa. Và con quạ đó không bao giờ trở lại với Noe nữa. Rồi Noe lại cho một con bồ câu bay đi. Nhưng nước vẫn bao trùm mặt đất, giống như lúc khởi đầu, lúc nước chưa được phân rẽ khỏi lục địa. Nó đã không tìm được chỗ khô để đậu lại, bởi vì nước vẫn còn phủ đầy mặt đất. Mày phải đi ăn hết ít hạt thóc để hồi sức lại. Tao sẽ đợi mấy ngày nữa rồi tao sẽ lại cho mày bay đi. Và buổi chiều, con chim bồ câu trở lại với ông Noe, mỏ ngậm một cành ô liu xanh tươi. Bây giờ chúng ta cần phải làm một cái bánh lái và một cái buồm. Chúng ta biết là nước đã rút khỏi mặt đất. Ta phải đi tìm một chỗ khô. Chẳng bánh nào có thể lái được thuyền của ta cả. Chẳng gió nào có thể thổi được buồm của ta cả. Chỉ có hơi thở của Thiên Chúa là có thể dẫn ta đi trên mặt nước. Và chỉ có mình Ngài mới có thể đưa ta cập bến bình an thôi. Chiếc tàu đã ngừng trôi dạt vào tháng thứ bảy, ngày thứ 17. Nó đã đáp xuống núi Ararat.
Và Thiên Chúa tự nhủ, ta sẽ không bao giờ trúc giữ trái đất vì lý do con người nữa. Ngài tiếp tục ban cho trái đất được nảy sinh mùa màng, giá lạnh và nắng cháy, mùa hạ và mùa đông, ngày và đêm. Không ai sẽ bị nạn hồng thủy tiêu diệt nữa. Ta sẽ đặt một cầu vồng trên nền trời, và đó sẽ là giao ước giữa ta và trái đất. Khi ta quy tụ con cái loài người trên mặt đất, ta sẽ cho cầu vồng xuất hiện trên mây trời, và ta sẽ nhớ lại giao ước ta đã thiết lập với con người và mọi sinh vật. Từ con cái của Noe đã sinh sản ra những dòng giống tràn lan trên mặt đất. Lúc đầu mọi người đều nói chung một thứ tiếng, dùng chung các từ ngữ. Đây là con cháu của những người con ông Noe, con của ông Japhat, Coma, Jadok, Sem, Emede, Japhat, Abal, Meshech, Chirai, Gus và Kanei. Gus sinh ra Memrod, bạo vương đầu tiên trên trái đất. Vốn rất kiêu ngạo, Memrod đã quyết định xây cho mình một cái tháp chọc trời. Ông buộc dân phải hát ca trong khi xây tháp. Đây là những lời họ buộc phải hát. Ai có uy quyền bằng Memrod? Ai có sức mạnh đủ để kéo cây cung của Memrod? Chẳng có gì mà ngài Memrod không làm được. Chẳng có uy quyền nào dưới vòm trời này có thể sánh được với uy quyền của Memrod. Ông có thể ra lệnh cho sấm sét, và ông mang trên mình đồ trang điểm của thần minh. Vinh quang của Memrod cao bằng mặt trời, chẳng ai có thể sánh bằng ông, cho dầu trên trời hay dưới đất. Nào, ta hãy xuống và làm cho ngôn ngữ của chúng bất đồng, để chúng không còn hiểu nhau được nữa.
Hãy đứng im đi. Hãy nghe lệnh của ta. Các ngươi phải nghe lệnh của ta. Am I not Nimrod? Ta không phải là Nimrod hay sao? Ta không phải là đức vua của ngươi à? Vua xưa tu cô la tu mùa. Mày nói cái gì vậy? Sống pha lăng cô hô mây ta bắt chi bắt sổ. Mới chỉ có một tiếng sét đánh mà đã hồn vía lên mây như vậy hả? Mày không thể nói tiếng của nhà vua mày à? Mày dám hỗn xược với ta như thế hả? Thế con thằng này, chúng mày muốn chống lại ta có phải không? Từ đó người ta gọi tháp này là tháp Babel. Người ta không còn hiểu nhau được nữa. Mỗi người đều nói năng lộn xộn. Và từ đó người ta tản mát đi khắp nơi trên mặt đất. Sau đó Chúa đã cho qua đi 10 đời trước khi Chúa xuất hiện một người tên là Abraham. Ông đã rời bỏ thành Ur trong xứ Chaldean khi bộ tộc của ông sinh sôi tương đối đông đúc. Chúa phán với Abraham: hãy rời bỏ xứ sở cha mẹ, nhà của cha mẹ ngươi và đi đến xứ ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho con cháu ngươi thành một dân tộc vĩ đại. Abraham đã ra đi theo như lời Đấng Vĩnh Cửu đã truyền cho ông. Có người cháu tên ông Lot cũng cùng đi với ông. Abraham dẫn Sarai vợ của ông cùng với vợ chồng ông Lot và những người đi theo ông. Ông đã dẫn tất cả ra đi và họ cùng đi lang thang như những người khách lạ trên mặt đất này. Họ đi mà không biết mình đi đâu. Họ cứ tiến lên lao đầu về phía trước, hy vọng sẽ tìm ra miền đất Chúa hứa. Đến một lúc nào đó mắt họ đã nhận ra miền đất làm cho họ vui thích. Lẹ lên, lẹ lên. Hãy nhìn kỹ đi. Hãy nhìn rõ nơi ngươi đang đứng. Hãy nhìn về hướng Bắc, hướng Nam, hướng Đông và hướng Tây. Tất cả những vùng đất mà ngươi nhìn thấy được, ta sẽ ban cho ngươi và con cháu ngươi mãi mãi. Làm sao chúng ta có thể tiến vào vùng đất kia một cách an toàn được? Bởi vì người Canaan đang chiếm. Ý tưởng của Thiên Chúa thì vượt xa sự suy tính của con người. Và việc gì Thiên Chúa đã khởi sự thì Ngài sẽ kết thúc tốt đẹp. Chúng ta không có trách nhiệm để thẩm định quyền năng của Ngài. Chỉ cần có lời Ngài hứa là ta thấy mọi sự được bảo đảm rồi. Chúng ta có lý để hạ trại nơi đây đấy.
chồng yêu quý của em. The sun knoweth his going down. Mặt trời sắp lặn rồi. I bring. Ta đã làm việc mãi đến chiều tối. Ta đã tìm thấy người ta yêu. Xin người yêu của tôi hãy tiến về vườn của chàng và hãy hưởng hoa trái trong vườn cho thỏa thích. Sarai, em đẹp quá. Em đẹp, đẹp tuyệt vời. Sắc đẹp hình như đã rời xa em rồi. Bởi vì nhiều năm tháng đã qua đi. Mặt trời lặn lại nối tiếp mặt trời lặn. Sắc đẹp của em vẫn còn đó. Em vẫn luôn ngự trị trong tim anh. Chẳng có một địch thủ nào có đủ bản lãnh để lọt được vào nơi đó cả. Thời gian chẳng làm cho tình yêu đôi ta ra phai nhạt. Tình yêu lại chính là ổ khóa chắc chắn để khóa lòng anh lại. Và chìa khóa lại đang nằm trong vòng tay anh đây. Tình yêu anh lúc nào cũng đầm thắm như thuở ban đầu. Lúc chúng mình còn tình tự dưới gốc cây rừng. Người yêu của em vẫn mãi mãi yêu em. Tay trái chàng đặt dưới đầu em và tay phải chàng ôm em vào lòng. Tình yêu đã làm cho anh trao hiến tất cả cho em. Bởi vì tình yêu mãnh liệt hơn sự chết. Thế nhưng Sarai và ông lại son sẻ, không sanh cho ông đứa con nào. Trái đất đã trở nên chủ phú như Thiên Chúa đã hứa với con người. Họ đã bừa ngang cày dọc trên đó và đã chăn nuôi đàn gia súc. Họ đã trồng cây tỉa cành trên vùng đất đó, một vùng đất ráp ranh nước Ai Cập. Cùng đi với Sarai vợ ông có Aga là nô tỳ người Ai Cập. Họ đã thấy các giếng nước và đất đai màu mỡ, và Abraham đã hưng thịnh. Bảy chục, tám chục. Trong khi chăn nuôi đàn gia súc thì xảy ra có cuộc tranh cãi giữa những người làm công của Abraham và những người làm công của ông Lót, cháu ông. Chú không bao giờ muốn có những vụ tranh cãi như thế này. Chú muốn giải quyết sự việc giữa chú và cháu, bởi vì chúng ta là bà con họ hàng với nhau. Bây giờ chúng ta đã có quá nhiều của cải. Chúng ta không thể sống chung với nhau được nữa, và miền đất này không đủ rộng để hai người chúng ta cùng chung sống. Thế chẳng phải tất cả xứ sở này đang ở trước mặt cháu hay sao? Chú xin cháu, ta phải chia tay thôi. Nếu cháu sẽ đi về phía trái, thì chú sẽ đi về phía phải. Còn nếu cháu đi về phía phải, thì chú sẽ đi về phía trái. Phải rồi, trước mặt chúng ta kia là đồng bằng sông Jordan. Và cháu sẽ đi về hướng đó. Nơi đó có các thành phố của miền đồng bằng. Các thành Gomorrah và Sodoma đã phạm tội trước mặt Chúa. Các tường thành Sodoma và Gomorrah sừng sững dưới ánh mặt trời, thế nhưng bên trong các bức tường, đó là những con người tội.
tội lỗi ra đáp. Có rất nhiều bộ tộc, thế nhưng họ luôn gây hấn với nhau. Do đó dân chúng đã tới trú ngụ nơi các thành phố. Thiên Chúa là đứng bảo vệ chú, là chỗ chú nương tựa. Vùng đất hứa đúng là đất chảy sữa và mật, với đủ loại cây ngon trái ngọt, chẳng khác gì thừa vườn của Thiên Chúa. Đó là con đường mà cháu sẽ theo. Còn chú sẽ theo một hướng khác. Bây giờ hãy ngước mắt, hãy nhìn xem nơi ngươi đang đứng, nhìn xem hướng Bắc và hướng Nam, hướng Đông và hướng Tây, tất cả những xứ sở ngươi có thể bao quát trong tầm nhìn, ta sẽ ban cho ngươi, ngươi và mưu duệ ngươi cho đến muôn đời. Ôi lạy Chúa, Chúa có thể làm gì cho con được? Bởi vì con không có kẻ nối dõi tông đường. Lạy Chúa, Chúa không cho con mưu duệ nào đâu. Ta sẽ làm cho mưu duệ của ngươi nhiều như cát bãi biển. Nào có ai có thể đếm được cát nơi bãi biển không? Thì cũng không ai có thể đếm được số con cháu của ngươi cả. Thế nhưng Sarai, vợ tôi còn son sẻ, chẳng sanh cho tôi được mụn con nào. Ta là đấng toàn năng, vĩnh cửu, đã đem ngươi ra khỏi thành Ur miền Ca-đê-an, để cho ngươi được miền đất này làm cơ nghiệp. Lạy Chúa tôi phải làm gì một khi tôi được trở thành kẻ đã nhận được thừa tự? Hãy đi tìm cho ta một con chiên 3 tuổi, một con dê được 3 tuổi, một con trừu 3 tuổi, và hãy lập đàn tế lễ ta. Hãy phân đôi chúng ra và đặt nửa này cạnh nửa kia. Điều này có nghĩa là mọi cái từ nay sẽ được chia đôi giữa ngươi và ta. Giờ đây, ta thiết lập giao ước giữa ta và ngươi, và sẽ có một người mang dòng máu ngươi sẽ là kẻ thừa tự. Tên kẻ đó là Isaac. Thế nhưng ta cũng báo trước cho ngươi, sau 400 năm, con cháu ngươi sẽ tiến đến một miền đất lạ và sẽ làm nô lệ cho kẻ khác. Người ta sẽ chèn ép chúng, và chúng sẽ đớn đau như người phụ nữ sắp sanh con. Ta sẽ thử thách chúng như vàng được thử trong lửa. Cả ngươi nữa, ngươi cũng sẽ chịu thử thách. Thế nhưng với giá ấy,
Ta sẽ chỉ cho thấy con người cao quý hơn tất cả mọi vật trên trần, quý hơn mọi thứ trang sức do bàn tay người thợ bạc gọt rũa. Chính ta đã yêu cầu em mà, hãy đi đi. Abraham, behold. Abraham, hãy nghe em đây. The Lord hath restrained. Chúa đã không muốn cho em được thụ thai. I pray thee. Vậy em van anh. Go in unto my maid. Anh hãy đến với nô tỳ của em. According to that law. Bởi vì lệ luật cho phép một người vợ son sẻ được hiến cho chồng người nô tỳ của mình. Và có lẽ em có thể kiếm cho anh một đứa con bằng cách đó. Em xin dâng cho anh nô tỳ của em, con nhỏ Agar, người Ai Cập. Anh hãy nhận lấy kẻ ngoại đạo đó đi. Và như thế, lời Chúa hứa cho anh một dân tộc đông vô số kể sẽ được thực hiện. Vâng, đúng như thế đấy. Abraham ăn ở với Agar và người nô tỳ này đã thụ thai. Thế nhưng khi cô biết mình sắp hiến cho ông chủ một đứa con để nối dõi tông đường, thì cô liền lên mặt coi khinh bà chủ của mình.
Are you not tired? Này, thế em không thấy mệt sao? Let us stay. Hãy ngưng làm việc đi. Meat and drink. Mặt trời sắp lặn rồi. Thứ bà chủ, hoa quả của bà thì khô héo trong lòng bà, giống như bà đã bị sâu ăn vậy. Còn tôi, hoa quả của tôi chín mọng tràn đầy nhựa sống. Mày hãy xéo ra khỏi mặt tao đi. Tại sao em lại khóc? I am ashamed. Em nhục nhã quá. For what cause? Tại sao lại nhục nhã? Did I not say to thee? Chẳng phải chính em đã nói với anh, hãy tới với con nô tỳ của em và bằng cách đó chúng ta sẽ có con hay sao? Đúng thế đấy. Thế mà giờ đây khi nó có một bào thai trong bụng nó, thì nó lại coi em như rơm rác, nó có thể giày xéo dưới chân. Khi em nhìn vào mắt nó, em hiểu rằng nó coi em chỉ như một thứ sâu bọ. Em muốn cho núi non vùi dập và tiêu hủy em đi. Người ta sẽ nguyền rủa em. Em chẳng còn muốn hiện diện trên mặt đất này nữa. Không. Thế nhưng đứa trẻ đó là của em mà. Bởi vì nó được hình thành bởi nô tỳ của em và bởi tình yêu anh dành cho em mà. Từ trung lộ có bốn vua tới giao tranh. Họ tiến tới tận đồng bằng sông Jordan. Đó là các vua Sinai, Elijah, Elam và Tidal, ông vua ngoại đạo. Ông này đã giao tranh với vua thành Sodoma, vua thành Gomorrah, vua Đát-ma, vua Zebul và vua thành Joab. Bốn vua ấy liên kết với nhau vào trận chiến xảy ra tại thung lũng Sedim. Thung lũng Sedim đầy những hố đá hoa vôi, và các binh tướng Sodoma và Gomorrah đã chạy trốn và bị ngã xuống những hố đá đó. Những kẻ chiến thắng đã bắt đi tù binh, chiến phẩm và tiếp tục con đường chiến tranh của họ. Này Lot, này Lot, con của ông anh ruột của ta, cha cháu đã bị bắt làm tù binh. Miền đất hứa đã không đem lại hòa bình cho gia đình cháu. Gia đình cháu đã bị bắt làm nô lệ. Này Eliezer. Vâng thưa chủ tướng. Hãy kêu gọi Mamret Amorit để họ viện binh cho chúng ta, để ta đi cứu người anh của ta. Còn các bạn, hỡi các chiến hữu trung thành của ta, các bạn đã sinh ra trong lều của ta. Xin hãy cứ ra lệnh cho chúng tôi. Chúng ta chỉ có 318 người, địch thủ đông hơn chúng ta rất nhiều. Làm sao chúng ta có thể chiến thắng bấy nhiêu địch thủ? Chúng ta sẽ chiến thắng.
vì chúng ta có Chúa phù trợ. Tè ta sẽ đánh tan địch quân đêm này. Chúng ta sẽ giáng cho chúng một đòn bất ngờ. Xin chúc tụng Thiên Chúa vĩnh cửu, đấng đã giao địch thủ vào tay tôi. Chúa là khiên thuẫn của tôi, là phần thưởng lớn lao cho tôi. Ta là El Shaddai. Hãy đi trước thánh nhân ta và hãy nên hoàn thiện. Từ nay tên ngươi sẽ không còn là Abraham nữa, mà là Abraham. Từ ngươi sẽ xuất hiện các vua chúa, và ta sẽ ký kết giao ước giữa ta và ngươi,
một giao ước hoàn hảo để dân ta cũng là dân ngươi, và ta sẽ là Chúa của ngươi. Sarai vợ ngươi sẽ không còn được gọi là Sarai nữa, mà sẽ được gọi là Sarah. Ta sẽ chúc lành cho bà, và qua bà ấy, ta sẽ ban cho ngươi một đứa con trai, nó sẽ cai trị các quốc gia. Con của anh đấy, do nô tỳ của em sanh hạ, nó cũng là kết quả của tình yêu của em dành cho anh. Mùi thơm tho dịu dàng của con ta như mùi thơm của đồng lúa Thiên Chúa đã chúc phúc. Đây là giao ước sẽ được tuân giữ nơi ngươi và con cháu ngươi. Hãy nghe lời ta. Tất cả mọi trẻ nam phải được cắt bì, và đó sẽ là dấu của giao ước giữa ta và các ngươi. Đàn vật của ông có 497 con. Qua những viên sỏi này tôi nhìn nhận ông là người mục tử lành nghề. Phúc cho chúng tôi được có các vị đến thăm. Và các vị đúng là phúc lành cho chúng tôi. My Lord. Thưa ông chủ. Đây là Ismael, con của ông đã lên được 7 tuổi. Xin ông chủ hãy chúc lành cho nó, để nó được coi như là đứa con đầu đàn trong tất cả các mưu duệ của ông chủ, và cũng là đứa con trai duy nhất của ông. Thế ta chưa nói với nàng về mối tương quan giữa ta và Ismael hay sao? Bởi vì Thiên Chúa đã chúc phúc cho vợ Sarah của ta, và bà ấy cũng sẽ sanh cho ta một bé trai. Làm thế nào mà ông chủ có thể tin vào một điều không bao giờ có thể xảy ra được? Nhiều năm đã qua đi rồi và lời hứa đó đã không hề được thực hiện. Đối với bà chủ Sarah, thời gian thụ thai đã qua rồi. Xin ông chủ hãy chúc phúc cho Ismael. Còn em chẳng hy vọng có thể giúp ông chủ thụ thai thêm một đứa trẻ khác nữa đâu. Thiên Chúa đã phán, mà Abraham là ai mà lại không tin lời Ngài? Thế thì đức tin của ông ấy có nghĩa lý gì? Không lẽ đức tin lại nói không thể xảy ra theo như lời Chúa phán hay sao? Còn về phần Ismael, Thiên Chúa đã phán, này đây, ta sẽ để mắt tới nó và làm cho nó lên phong nhiều. Thế nhưng ta thiết lập giao ước của ta với Isaac. Ta muốn Sarah thụ thai. Chúa đã phán như thế, và ta đã lãnh ý của Ngài. Cho dầu ý đó có được thực hiện chậm tới đâu đi nữa. Và Abraham ngóng chờ ý Chúa thể hiện, và Thiên Chúa im lặng giống như Ngài muốn thử lòng Abraham vậy. 3 năm qua đi, rồi lại thêm 2 năm nữa, và cả Abraham lẫn Sarah